review đám cưới của Xoanh Diệp đi anh. Đi, anh em đi theo tôi. Đây mọi người, đây là bọn mình đang ở trung tâm sự kiện tiệc cưới. Bọn mình sẽ tổ chức ở đây. Đấy, mọi người thấy Diệp trên kia không? Đó. Nói chung là thực ra chỗ này bọn mình đã đặt cách đây đến cả tháng rồi. Thực sự là mình đến bây giờ thực sự mình cá nhân mình vẫn đang rất là hồi hộp, mình không biết nói gì nữa đó. À còn tập hát mọi người ạ. Bọn mình còn tập hát bài Ánh Nắng Của Anh nữa cơ. Ủa, nói chung là tập đến gần 1 giờ sáng hôm qua và hôm nay ở đây cũng vừa test lại. Trong cái ngày trọng đại quan trọng như này thì mình chỉ mong là mọi thứ nó sẽ tuyệt vời nhất để dành cho Diệp cũng như là cho gia đình, anh em, bạn bè đến với bọn mình trong ngày hôm nay. Mời anh đi lấy vợ đây. Sáng hát lên nhá. Anh đi lấy vợ đây. Lấy vợ đây, xong rồi chuẩn bị chưa? Bạn ơi đi lấy vợ, đi lấy mẹ xin vía. Thả vía nào vía. Tôi chờ ngày này mãi rồi đấy. Chu lớp mà sớm đi được chu lớp nhá. Ui, lấy vợ chồng này. Ui, xin vía nhá. Khỏe nhá, đừng xin vía nhá. Sao nhờ? Anh em ăn tiền mừng tí nữa là chúng ta để ra được một cái đập hòn nhá. Đúng rồi nhá. Tiền mừng đã đưa tận tay nhá. Anh này sớm tìm được chu lớp nhá anh nhá. Bộ này đẹp không? Đẹp, nói chung mà. Mặc bộ này tí nữa lên làm lễ luôn được không? Cái bộ này tí là em mặc để kiểu như đi tiệc với mọi người đấy. Tí nữa mặc để đi kiểu đi tiếp ra bàn nếu như mà kiểu. Tự nhiên bình thường bụng to lắm mà. Bụng to đâu? Nhưng mà sao lại eo thế? Eo á, đây là dáng thật của người ta, bình thường là con người già. Họ bụng có khó không? Không khó khăn đâu. Thôi được rồi, em đi thay mày cưới em mặc bộ này rất là xinh. Xinh hơn. Tí nữa bắt thay bộ xinh hơn. Nhìn như cô dâu. Nhìn như cô dâu. Đi thay mày cưới nhá. A few minutes later. Bà chủ kênh xinh quá mọi người ạ. Thực sự là Diệp mặc váy cưới ở đây nó xinh hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng. Em yêu đang chụp cái gì đấy? Đang anh Vân đang bảo chụp mà. Anh chụp cái gì à? Thế à, không biết. Không biết à? Xinh không em nhỉ, em xinh á. Còn mặc váy cưới thì nó xinh hơn kiểu ở stu luôn, thật. Đúng rồi, tại vì nó nhìn nó sang hơn mà bắt em gầy đi nữa. Chị thích cái eo của em, chị bảo là chặt hơn hôm. Thế là sao chuẩn bị gọi làm vợ à? Anh em mình vô địch đây rồi. Đến đây sớm, sang năm sớm cho em nhá. Đi vào, đi vào đây. Đây, team mít của anh. Ôi dồi, team vô địch. Team vô địch vào nhá. Fan girl của cô em. Xinh quá em ơi. Đi vào nhá anh mình. Vẫn cố. Vâng, cảm ơn anh. Xin vía, xin vía. Vâng, cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác ạ. Cố lên bạn, em vào đi. Nói chung là hôm nay thì rất là mệt nhưng mà rất vui. Tại vì là cả đời thì sẽ có một lần được như thế này. Và rất là vui vì mọi người đến đông đủ có mặt trong ngày hôm nay. Bây giờ vẫn đang rất hồi hộp, không biết tí nữa lên sẽ như thế nào. Hy vọng là sẽ ổn nhất và tốt nhất. A few minutes later. Nhiều điều khi mình có cái ngày hôm nay thì trong cái thời gian này thì anh em đang rất là hồi hộp, nhưng mà anh cũng vẫn muốn nói để em biết là mình đã cùng nhau cố gắng từ những lúc mình chưa có gì, mình đã cùng nhau mình cũng cố để mình làm được có ngày hôm nay. Thì anh mong rằng thời gian tới mình sẽ thương yêu nhau hơn, cố gắng cùng nhau để hoàn thành những cái mục tiêu, những cái hai đứa từng đặt ra, có thật nhiều sức khỏe để cùng làm được mọi thứ. Vì thực ra nhân mọi người đang muốn nói là anh yêu em nhiều, anh yêu em rất nhiều.
đây đôi này, đây là nhân vật bắt hoa, nhân vật đã bắt được hoa của ngày hôm hao tiếng ngày hôm nay. Cảm xúc của hai bạn và em khi thấy tôi kết hôn ngày hôm nay như thế nào? Chung là từ cái ngày hai đứa còn chưa yêu nhau, từ ngày bắt đầu tỏ tình là tôi có mặt đấy rồi đúng không? Đến giờ phút này thì lúc hai bạn cưới nhau rồi thì tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Chung là cũng không phải một thời gian ngắn, thời gian rất là dài, hai đứa cùng đi trên với nhau trên một quãng đường. Chung là tôi chúc hai bạn thật thành công, là yêu thương nhau, là hạnh phúc. Rồi thế sớm nổ nhá bạn nhá. Cảm ơn. Ê... chúc chúc anh Xanh năm sau được cùng team với em. cùng em vô địch mùa năm sau. Ừ rồi. Minh Trần. Tôi chúc bạn nhiều đất hơn tôi. À. Yeah. Ok tôi hiểu. Okay. Tôi hiểu. Chúc anh Dương Tư Quyền. Chúc anh chị chơi chia thao thắng em. Cũng vẫn cố, vẫn cố. Hoàng Đạo. Em đầu tiên là em xin vía này. Ừ được. Em xin vía đấy. Thì chúc anh chị chẳng là hạnh phúc. Đấy, sớm có quý tử. Ừ. Đấy. Ok, cảm ơn em mình nhiều nha. Vi dí đi, vi dí luôn đi. Vi dí luôn. Vi dí. Em chúc anh chị đi những con đường khó khăn như việc mà anh em mình từ thế này lên vào top 1. Lên top 1, hợp lý em ơi. Em vì... chúc anh chị luôn hạnh phúc. Em gái nhà em rất thích anh chị luôn. Cảm ơn em nhiều. Em gái mình. Thế toàn mấy anh em chưa có vợ đứng đây à? Toàn mấy anh em chưa có vợ này. Ôi, kìa. Anh em, như nào đây? Đây bắt đầu từ mình ai, như nào rồi? Thế rồi em cảm nghĩ của em sẽ đến kết hôn của anh như thế nào? Em thấy em muốn kết hôn lắm nhưng mà em không cố gắng nha em mình nhá. Đây bạn, bạn tôi. Xin vía của bạn thôi. Đấy hai bạn đẹp đôi quá nên xin vía. Chúc các bạn sớm có con trai nhá. Ơi được, cảm ơn bạn nhiều. Tôi cua anh như nào? Tôi chắc tôi cũng sắp thôi nhưng mà tình hình là tôi có hai thằng bạn. Tôi đang xí em gái của bạn ấy. À thế à? Sắp ấy. Không xí, nhưng mà anh rể ơi. anh rể ơi khả năng có là... một thằng em. Khả năng có một thằng em đám cưới nhỉ? Cho tiền làm đám cưới nhỉ anh rể nhỉ? Thằng em bên này như thế nào? Thằng em này thì chắc là khả năng là thôi được rồi năm sau đi tiêu độc thân nhỉ? thằng em này xin vía lấy vía chú rể cái để cố gắng nhé anh mình nhá. Mèo mình thì mình chắc là cũng chuẩn bị đăng ký vào hội đấy. Em rể rồi. cho nó theo 2 3 4 em rể, bốn ông em rể thế đã. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng với bọn em trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Mọi người đúng rồi, mọi người đi đi. Sâu quá. Hiểu nhá. Không biết gì đâu ấy nhá. Thực sự thì ngày vui của bọn mình cũng đã đến hồi kết. Thì thực sự đến bây giờ bọn mình đã rất vui khi buổi lễ thành hôn của hai đứa diễn ra thành công với sự hiện diện của anh em bạn bè. Anh em bạn bè và rất nhiều người thân trong gia đình. Nói chung là mình giờ gửi một lời chúc đến tất cả mọi người đã đến và dự lễ thành hôn với bọn mình. Thì mọi người nhớ đón chờ clip ở trên kênh Xanh Diệp Channel mọi người nhá. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người một clip lần sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.